Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đây là cái xe cho trẻ em mọi người, mình mới làm cho con gái mình mọi người. Tại con gái mình nó thích cái mẫu xe này lắm mọi người. Cho nên là mình quyết định mình làm cho con mình nó chơi mọi người. Ở đây thì cái tiền nó cũng không quan trọng mọi người, quan trọng là mình làm cho con mình để cho nó có chút kỷ niệm mọi người ha. À, cái này mình làm bằng cái lon sữa với lại ống nước mọi người. Và tổng thiệt hại gần 300 ngàn mọi người ha. Nó mắc là nó mắc ở cái chỗ là mình mua cái bánh xe này nó mất hết cặp bánh xe này mất hết 100 ngàn nè. Chứ nếu mà mọi người có cái gì mọi người tận dụng làm cái cặp bánh xe đó thì nó đỡ tốn được 100 ngàn rồi mọi người ha. Đó, còn cái này thì mình mua có 20 ngàn à. À, còn cái này thì mình mua thì có thể xài lâu dài. Cái này là cái chuông mọi người. Đó, cái chuông xe đạp đó mọi người. Mình mua mình gắn lên cho nó dễ thương. Tại mình thấy nó đẹp đẹp mình mua trước lâu rồi. Đó, cái này 50 ngàn. Đó, nếu mọi người thấy mọi người thích cái kiểu như vậy thì mọi người có thể làm ha. Cái này làm ống nước thôi. Còn mọi người muốn biết mình làm như thế nào thì mọi người hãy xem tiếp video của mình nhé. Cái chỗ này mình xin chia sẻ mọi người luôn nha. Cái chỗ này là cái ống 34, mình đã dán thêm một cái ống 34 vô nữa. Cái này là cái giảm 27 34, thì cái ống 27 nó lọt trong đây thì nó vừa khít cái này luôn mọi người. Không, ở dưới đây cũng dán ống 34 vô để cho cái này nó chịu lại mọi người. Dưới đây cũng vậy luôn. Dưới đây là cái giảm 34 27 mà mình, ủa cái 21 27 mọi người, mình cắt lại. Cái này cái 21 27 nè. À. Rồi, mọi người muốn biết mình làm như thế nào, mọi người thích cái kiểu này để làm cho con mình chơi thì mời mọi người theo mình để biết làm như thế nào ha, và kích thước cụ thể ha. Rồi, mời mọi người theo mình nhé. Rồi, đây là tất cả những thứ làm nên cái xe trẻ em cho con mình nè mọi người ơi. Làm xe thì đầu tiên mình phải có bánh xe mọi người ha. Cái bánh xe này thì mình mua mọi người. Cái này là cái xe mà cái bánh xe mà để cặp sang cái bánh xe chịu hai bên hông của cái xe trẻ em đó mọi người. Xe trẻ em, xe cũng nít á, xe mấy mấy bé chơi á. Mình mua về mình làm hai cái bánh xe này mình mua thì 100 ngàn. Mà mình mua thì để sau này mình có mình sử dụng luôn khi mà con mình nó lớn tí mọi người. Còn không thì mọi người có thể tìm cái bánh xe nào tương tự để mọi người làm. Và kế tiếp thì mọi người cần cho mình là bốn cái lon sữa ha. Lon sữa thì chắc chắn mọi người sẽ có rồi. Mình có nhà mình có trẻ em thì chắc chắn phải có lon sữa mọi người ha. Bốn cái lon sữa, tại sao bốn cái mọi người? Tại vì mình làm như vậy cho nó chắc mọi người. Bốn cái, nhưng mà khi mình làm á mọi người thì mình sẽ lấy cái lon này, ví dụ như cái lon này. Không, mọi người cắt cái miệng này bỏ đi, cắt sát cái miệng này bỏ đi. Xong mọi người lấy cái lon khác, mọi người cắt cái đít. Cắt cái đít. Đây, mọi người cắt cái đít như vậy. Không, mọi người cắt cái chỗ này nè. Cắt ở chỗ này. Xong cái mọi người lấy cái đít của cái lon này mọi người đóng trở lên cho nó ôm vô cái, cho nó lọt vô trong cái đầu của lon này. Đó, cái lon này mọi người cắt cái miệng đi. Thì khi mọi người lấy cái đít của cái lon kia, mọi người chồng nó vô thì nó sẽ thành một cái, hai bên nó đều là như vậy hết, thì nó sẽ rất là cứng mọi người ha, cực kỳ cứng luôn ha, chắc đó. Thì mọi người đóng vô thì nó giống như vậy. Đây, để mình lấy ra cho mọi người xem. Đây, đây là hai cái lon mình đóng là thành một rồi mọi người ha. Đó, rồi hai cái lon mình đóng là thành một rồi. Đây, đây là cái mép đó mình cắt ra nè, xong mình đóng cái đít nó lọt vô trong cái đầu của cái lon này đó, thì nó sẽ thành như vậy. Xong rồi mọi người khoét lỗ, mọi người khoét lỗ thì mọi người dùng ống 34 đóng vào đây ha. Mọi người khoét cái lỗ, chú ý là mọi người khoét
cái lỗ nó nhỏ hơn cái là cái ống 34 một tí, để khi mình đóng nó vô thì nó bóp, nó chịu cứng lại luôn mọi người, nó không bị hở ra, nó bóp ra thì nó xây cái này, chứ nó không có, nó xây luôn cả cái này luôn chứ nó không có phải xây đây, nó bị cắt đứt ống nha mọi người. Và thêm 6 cái T27 mọi người ha. 6 cái T27. Đó. À, 6 cái T27 nha mọi người. Rồi, 4 cái co 27 nha mọi người. 4 cái co 27. Một cái T21 để mình làm cái cổ thôi mọi người. Và hai cái giảm 27 20 27 xuống 21 nha mọi người ha. Hai cái bít 21 để mình bít cái đầu tay cầm lại mọi người cho nó nhìn cho nó đẹp tí ha. Rồi hai cái T 34 27 mọi người. 34 ra cái đầu này 27 ha. Cái đầu này 27. Đây 34 27. 34 nè, 27. Và cái yên xe nữa mọi người. Yên xe đạp cho trẻ em nè mọi người. 20.000. Ha, mình mua cái này 20.000 thôi. Ở đây chay sơn xịt màu hồng mọi người. Mình sẽ xịt thêm cái màu đỏ lên nữa cho mấy cái nữa, nhưng mà cái chai màu đỏ mình có rồi. Mình mua cái chai màu hồng thôi. Xịt màu hồng mà tại con mình gái xịt màu hồng cho nó đẹp mọi người. Rồi đầu tiên mọi người cắt cho mình là hai khúc ống này là 20 cm mọi người ha. 20 cm. Và hai khúc này là 25 cm. Mọi người. Và 4 khúc này là 23,5 cm mọi người ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ráp cái đống này lại thành cái xe nha mọi người.
Rồi, bây giờ mình đem cái đống này đi sơn xong rồi mình ráp lại là xong mọi người ha. Bây giờ mình mọi người nhớ là xả với nhám sơ sơ đi để mình sơn cho nó bám cho mọi người. Rồi bây giờ mình đi sơn nha mọi người. Mình đi sơn xong rồi mình ráp lại ha. Rồi đây mọi người. Sau khi mình sơn xong thì đó như vậy mọi người. Giờ mình đi lắp lại là xong ha. Giờ mình đi lắp lại nha mọi người. Đây mọi người, sở dĩ ra mình ở dưới cái yên này nè mà mình tháo ra mình bắt như vậy á là để cho nó thấp xuống nha mọi người, tại mình làm cái sườn đôi á cho nên là bằng ống nước mà làm sườn đôi nên nó hơi cao đó. Mà trẻ em nó nhỏ quá thì cái này hơi cao nó cũng nguy hiểm mọi người đó, vừa vừa cái chân thôi cho nên là mình đã tháo cái này ra ha và mình bắt cái kiểu này đó. Bắt cái kiểu như vậy cho nó chắc mọi người. Đây mình lấy nước cho mọi người xem. Mà nó chắc đủ chắc mà nó thấp cái yên xuống mọi người ha. Đó, mình tháo cái này ra vậy thôi. Còn nếu mình mua cái này mà nếu mà mọi người muốn bắt cao á thì mọi người gắn ngay chỗ này, mọi người gắn cái dấu cộng ha, cái chia 4 á, cái chia 4 27 thì mọi người sẽ giảm lại 21 thì hoặc là mọi người đúc cái đầu cho nó lọt vô trong này, mọi người đưa cái ống 21 lên mọi người bắt vô ha. Là xong. Rồi, đây mọi người, sau khi hoàn tất thì đây là sản phẩm cuối cùng đây mọi người. Là cái xe để cho con mình chơi mọi người, có thể cũng gọi là xe tập đi cũng được đó mọi người ha. Để bé ngồi lên đây bé bơi 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 này, cái chân nó sẽ cứng mọi người. Cứng thì sẽ nhanh biết đi ha. Nhưng mà cái này thì thấp thôi, không mới sợ té ngã đâu. Mà làm ống nước nhưng mà rất là chắc nha mọi người. Chứ không phải nó ấy đâu nha, cực kỳ chắc luôn nha. Để mình ngồi lên cho mọi người thử xem thử nha. Đây. Không nước nha mọi người, cực kỳ chắc nha, khoảng hai chân lên luôn nha. Để là mọi người phải yên tâm, không thể nào là cái này xe này mà nói trẻ em chơi mà gãy được, mình leo lên mình ngồi còn được ha. Rồi, nếu mà mọi người ai thích cái kiểu này thì có thể làm cho con mình chơi mọi người. Ở đây nó không có quan trọng là tiền bao nhiêu mọi người. Quan trọng là mình làm cho con mình để có một chút kỷ niệm ha mọi người ha. Ha, nhưng mà là nhìn nó cũng dễ thương mọi người ha. Rồi, video của mình đến đây xin kết thúc nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.